Chùa Bà Thiên Hậu thành phố Emoji trân trọng kính mời quý đồng hương và quý khách xa gần đến tham dự các buổi lễ sau đây. Kể từ hôm nay, chùa có nhận đăng ký cúng bái thế tuế cho các tuổi khắc năm Mậu Tuất như Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và đăng ký cầu an cho năm mới. Vào thứ Sáu ngày 24 tháng 12 âm lịch, 11 giờ sáng cử hành lễ cung tiễn chư thần về trời. Vào thứ Ba ngày 28 tháng 12 âm lịch, 11 giờ sáng cử hành cung nghinh chư thần về cung. Vào đêm giao thừa và các ngày đầu xuân có chương trình lễ cúng bái đón xuân.